Dạ, em xin chào quý bà con bác cô chú anh chị trên kênh YouTube ha, trong và ngoài nước. Thì hiện tại em đang có mặt ở trong đây là bệnh viện 512 giường của tỉnh Bình Dương ha. Phía bên đây là chị Trang. Chị Trang chính là người kết nối cho em với lại gia đình. Anh tên gì anh? Em tên Nguyễn Thanh Phương. Anh tên là Nguyễn Thanh Phương cô chú anh chị. Anh có thể nào chia sẻ cho em một chút xíu về cái hoàn cảnh của mình, là vì sao mà anh bị như thế này và gia đình của mình đang trong tình trạng như thế nào anh? Cái giò em thì đi làm bình thường phải không, mà tự nhiên nó sưng lên nó nhức rồi em uống thuốc ở ngoài đó. Thấy nó giảm đi, ba hôm bữa cái đi lên bệnh viện Tính Đức khám, nó hư là bị nhiễm trùng nặng, cái nó chuyển lên 512 giường. Em mở cái điện thoại ra có cái hình lúc nãy là mổ luôn, là có nghĩa là anh đang đi làm bình thường. Rồi có bị vết thương vết sẹo gì không? Không anh. Không có bị vết thương vết sẹo gì hết mà bắt đầu nó nhiễm trùng lên hả? Dạ. Ôi ôi. Mình phải để xa nó nguy hiểm. Rồi em coi sơ vậy thôi. Nói cô chú anh chị thì cái hình ảnh này thì không em không có đưa gần được ha cô chú anh chị, nó nhìn sơ sơ vậy. Là có nghĩa là anh đi làm công ty, anh làm công ty đó, anh làm công ty gì anh? Công ty nước bi qua xe. Là công ty nước này ha. Dạ. Anh làm trong đó bao thời gian là bao lâu rồi? Được 4 năm. 4 năm. Anh làm cái khâu gì trong đây? Bốc bình với xử lý bình. Bốc bình xử lý bình. Ừ. Dạ. Sản xuất á. Sản xuất nước ra này đúng không? Dạ. Rồi đang làm gì đó rồi tự nhiên cái giò của mình nó sưng lên. Dạ. Rồi xong nó lở ra. Rồi ban đầu thì anh đi khám ở đâu? Đi khám ở bác sĩ Dũng lấy thuốc uống thôi. Thuốc uống thôi. Rồi sau đó một ngày nó nặng lên. Rồi xong đi lên Tính Đức kêu xét nghiệm máu được xong cái kêu chuyển lên mình 502 giường gấp chứ để thì không là bị nhiễm trùng máu. Dạ. Rồi khi sau khi anh đi bị như vậy á, đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói mình bệnh gì anh? Bị cái gì? Nó hơi bị nhiễm trùng nặng. Nhiễm trùng thôi hả? Dạ. Bị nhiễm trùng nặng thôi hả? Bác sĩ nói là có hướng điều trị nó dứt điểm không? Có hướng điều trị dứt điểm ha. Bây giờ em nghe chị Trang nói là hình như là đi chợ, chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy phải không? Dạ, mà tính không có đi, để đây nó thấy ổn thì không có đi. Ý là người ta chuyển mình đi hay là mình xin đi? Xin đi á, mà thấy nó ổn rồi không có đi luôn. Thấy nó không có tiến triển tốt đúng không? Vết thương tốt đúng không? Nên không có đi. Không có đi. Dạ. Thì ở đây thì bác sĩ cũng có chăm sóc ngày, uống thuốc rồi bôi thuốc rửa rồi ha. Dạ. Bó như vậy. Thì anh nằm ở đây được bao lâu rồi? Một tuần lại. Thì em cũng có nghe thông tin nữa là từ chị Trang là như là nhà anh có chuyện buồn gì đúng không? Đúng rồi. Anh chia sẻ là con xíu được không? Dạ. Là như là vợ anh đúng không? Dạ dạ. Anh bị sao vợ anh? Vợ em đi làm về sáng thì đi bỏ quên mấy nhỏ lấy điện thoại theo. Cái có ông anh cái bên nó sáng ông đưa đi giùm đó, ông lấy điện thoại lại. Sau cái chợ chiều đi làm về, vợ đi qua đó lấy điện thoại, đi qua đường lấy điện thoại. Rồi xe nó chạy còn có một bước nó qua rồi, mà xe nó chạy nó 80, nó tông luôn. 80 cây số giờ. Rồi nó tông. Tông vợ dần 60 mét. Xe máy hay xe gì? Xe máy. Xe máy đụng. Rồi vợ anh mắc luôn, chết tại chỗ luôn. Lên 512 giường hô là báo là chết não rồi. Dạ. Thì sau đó thì chị em hô còn nước còn tác. Dạ. Đưa đi lên chợ gãy vô làm không được nữa thì chuyển về quê. Dạ. Sau đó thì vợ anh được đưa an táng ở đâu? Ở Cà Mau luôn. Đem về Cà Mau hả? Dạ. Anh về theo Cà Mau sau đó anh lên lại hả? Dạ. Thì hoàn cảnh này thấy thương hả? Từ anh đi vô nằm bệnh viện đây thì ai chăm cho anh? Nằm mình có ai đâu. Thì nhờ mấy cô đây mua đồ ăn đồ giùm thôi. Dạ. Rồi ăn uống vệ sinh đồ, anh đi vệ sinh cá nhân đồ, làm vệ sinh cá nhân đồ ổn không? Bình thường. Cũng được, nhưng mà có đi xa thì không được ha. Dạ. Nhờ người ta mua giùm. Dạ. Còn hai bé đây là con anh hả? Dạ, đúng rồi. Anh có mấy đứa con? Bốn đứa con. Đứa 8 tuổi, đứa 6 tuổi, đứa 4 tuổi, đứa 2 tuổi. Rồi tất cả đều đi học hết không? Đi hai đứa kia gửi trẻ mà nay dò cẳng gì đi chạy xe không được rồi bỏ nó dưới quê với cậu bảy nữa. Trước kia đó thì vợ anh làm cái gì anh? Làm công ty Quỳnh Thạnh. Làm cũng là công ty luôn. Dạ. Dạ. Anh quê ở Cà Mau hả? Quê em Tây Ninh, gặp vợ Cà Mau. Quê ở Tây Ninh. Dạ. Bây giờ đi là an táng vợ ở quê ở vợ. Dạ, quê Cà Mau. Ồ. Là hai vợ chồng gặp nhau rồi lập nghiệp ở Bình Dương. Dạ. Mình có nhà ở Bình Dương không? Không anh. Ở trọ hả? Dạ. Dạ.
Đó, cô chú anh chị thì cái này em hỏi để cho khán giả được biết rõ về mình ha. Dạ. Thì bốn đứa con, bây giờ hiện tại thì gia đình bên anh á, dạ, ba mẹ rồi khá được không? Không, anh ba mẹ mất hết trơn. Mất hết luôn hả? Dạ. Bên vợ? Bên vợ thì ông bà ba mẹ cũng mất luôn rồi. Mất luôn. Dạ. Ồ, rồi bây giờ vậy đưa về dưới an táng ở dưới thì nhà ông anh. Nhà ông anh hả? Dạ. Ồ, trên đây anh ở trọ. Dạ. Anh ở trọ Bình Dương đây bao nhiêu năm rồi? 12 năm rồi. 12 năm rồi mà có bốn đứa con, bây giờ vợ mất mà bây giờ chồng đây nằm bệnh viện. Còn bốn đứa con thì còn hai đứa nữa đâu? Hai đứa gửi ông 17 chứ. Ông anh 7. Anh 7 hả? Ừ. Giống như là ông anh vợ hả? À, ông anh vợ. Nuôi giùm hay là sao? Gửi để chừng nào chân hết về rước lên. Gửi dưới giống như chăm sóc giùm chừng nào chân hết rồi rước lên. Dạ. Hồi nãy anh nói là ba bốn đứa thì gái hết hay sao? Gái hết luôn. Đứa lớn nhất là nãy 8 tuổi. 8 tuổi, nhỏ nhất là mấy tuổi? 2 tuổi. 2 tuổi. Trời ơi. Bé này à, bé này lớn 8 tuổi đó hả? Ừ. Nhỏ 8 tuổi, nhỏ xíu. Thấy thương quá bà con cô bác. Anh có cái hồ sơ bệnh cầm đây không? Không có, không có đâu hả? Có giấy hồ sơ bệnh khám gì không? Có còn xíu được không? Hồ sơ mà bác sĩ chụp khám hay gì ngày hôm nay đó? Không, ngày hôm nay là không có. Không có hả? Dạ, không có ngày hôm nay. Đem coi anh bị cái gì? Gia viện trong mới đưa. Gì hả? Sổ hả? Sổ. Anh sinh năm 86 hả? Dạ. Giấy của giấy này, sổ này sổ trắng hả? À, cái sổ trắng. Mới nhập viện lại. Chỗ tùm lum của ba rồi kìa. Ôi, có chân mắt tùm lum hết đồ hết con. Về vô đó cho ba con. Đưa về khám bệnh á. Cái giấy mà bác sĩ khám hay chụp X quang là X quang được bác sĩ giữ hết chưa? Giữ hết luôn, không có gì luôn, chỉ có toa thuốc thôi. À, toa thuốc. Ý là em muốn coi biết là bác sĩ chuẩn đoán anh về cái một cái bệnh gì á. À, bác sĩ giữ hết chưa? Giữ hết luôn. Giữ hết chứ không có đôi mà. Không có đôi gì hết. Lúc nào xuất viện thì người ta mới đưa. Dạ, vậy là mình cái bệnh của anh nó thấy nó lạ lạ ha. Dạ. Chuẩn đoán. Bác sĩ nó có anh bị tiểu đường gì không? Không. Không hả? Dạ. Tại vì nó đang ba mổ ba bên. Mà giờ còn hai bên nó lòi thịt ra rồi, hai bên đây nó lòi thịt ra nó lành lại. Mổ hả? À. Còn ở trên này thì nó còn chưa làm được. Nó anh đi được không? Giờ anh đi được không? Không. Đi nhất. Đi nhất hả? Dạ. Tối về ngủ có nhất gì không? Ít, tại có uống thuốc nó đỡ. À, đỡ nhất ha. Dạ. Phải anh đọc kinh Địa Tạng hả? Cái này của ông thầy vừa vô đây tặng. Dạ. Dạ. Cũng của bên Mạnh Thường Quân. Dạ. 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 Này à, con tên gì? Hả? Con tên gì? Nói chú nghe coi. Nguyễn Ngọc Phương Anh. Còn con? Nguyễn Ngọc Tường Huy. Đường Trần Nhân Ơn. Con nhiêu tuổi rồi con biết không? Không biết hả? Không nhớ hả? Con 6 tuổi. 6 tuổi. Rồi à, mẹ mất rồi bây giờ con có buồn không? Con biết mẹ mất không? À. Cái tội cả nhà. Bà mẹ mất còn lại bốn đứa con. Anh chồng thì lại bệnh viện, nằm bệnh viện như thế này, cái chân thì hy vọng là bác sĩ sẽ chữa lành cho anh ha. Dạ. Mình có giống như bây giờ nó bị như vậy nè. Mình có cái biểu hiện ở chỗ nào lạ nó không, giống gì không? Không. Đừng có đụng. Có biểu hiện lạ nữa không? Không anh. Em thấy nó tiến triển tốt thôi. Dạ. Cái này á là nếu mà khi mà xuất viện hoặc là mình hỏi bác sĩ á, một trường hợp đó là mình bị cái gì, nguyên nhân nó từ đâu. Dạ, dạ. Nhiều khi ví dụ công việc hay là cái gì đó, sau đó mình tránh mình né nó ra. Dạ, chứ dạ, không có gì nó phải nguyên nhân nó được, phải có nguyên nhân. Dạ. Dạ. Thì bây giờ hôm nay thì em cũng đến đây để em ghi hình chia sẻ thực tế là cái hoàn cảnh của anh như thế này. Dạ. Để cho bà con cô bác trong cũng như là ngoài nước để thấy được cái hoàn cảnh của mình nó khó khăn như thế này á, thì
có thể dang rộng vòng tay lá lành đùm lá rách để giúp đỡ anh một phần nào trong vượt qua khó khăn, với lại sau này còn có thể nuôi được bốn bé nữa. Dạ, vợ thì mất rồi, cũng như mất như một cái phần lao động trong gia đình, còn mình anh sau này thì cũng như khó khăn. Dạ. Hơi khó khăn thì em hy vọng là bà con sẽ thấy được cái hoàn cảnh của mình, sẽ ủng hộ mình. Dạ. Thì em cũng là một cái kênh mà chị Trang hay theo dõi nên chị Trang cũng có biết, nên cũng muốn kết nối với em với anh thôi, chứ em cũng không, em cũng không biết anh, cái này cũng là một cái duyên của anh nữa. Đó thì hy vọng là cái duyên này đến với anh thì được bà con cô bác được thấy được và giúp đỡ mình ha. Còn bây giờ thì chị Trang thì hình như là em biết là chị Trang cũng có một cái nơi gọi là gì ta, gọi là cái nguồn vận động á, để giúp cho ảnh đúng không? Dạ. Anh chị giúp từ đâu? Thì em được biết hoàn cảnh này là qua anh rể, là rể ở trọ phía sau nhà anh. Dạ. Thì có kể về hoàn cảnh của năm cha con vậy á. Dạ. Thì em bản thân gia đình em có ủng hộ với em nghĩ là đăng lên Facebook của em. Dạ. Thì những người bạn của em quen biết thì họ thấy và họ ủng hộ. Dạ. Thì em đăng 3 ngày thì thấy không ngờ là được mọi người cũng quan tâm, thì em nhận được là hơn 17 triệu của mọi anh em bạn bè. Yeah. Với lại em gia đình em ủng hộ nữa, thì hôm nay em tới đây cùng với anh là để trao cho năm ba con là 20 triệu. Yeah. Thì mong số tiền này nó không có nhiều, nhưng mà mong rằng là nó có thể giúp được trước mắt cho anh có thể chữa được cái chân. Với lại là mấy bé được đi học ăn uống đầy đủ. Dạ. Yeah. Thì em đây là 5 triệu tiền mặt, và em sẽ chuyển khoản cho anh 15 triệu, tại vì ở bệnh viện á, cầm tiền mặt nó không có tốt. Dạ. Yeah. Yeah, nguy hiểm. Thì đây là 5 triệu tiền mặt, em sẽ chuyển cho anh tài khoản ha. Dạ. Yeah. Tại giờ là chị đưa trước cho anh 5 triệu để mình xây sở tiền thuốc men ở trong đây. Còn còn lại chị đã chuyển cho anh vào tài khoản để khi mà cần thì anh rút ra. Dạ. Khỏi cần phải giữ tiền mặt cho nó mất công ha. Ở đây nguy hiểm. Chị Trang cho em hỏi cho chị cái trang Facebook của mình á, là mình có giúp đỡ hoàn cảnh nào như anh chưa? Em thì bản thân em là tự trước là cách đây khoảng 2-3 năm thì em có kêu gọi nhiều, nhưng mà kêu gọi dạng là quen biết thôi, quen biết bè đó. Đúng rồi. Yeah. Tức là ví dụ như mùa mưa bão rồi này nọ miền Trung vậy á. Yeah. Hoặc là có những cái hoàn cảnh như là mất mà không có áo khoan hay là gọi là cực kỳ khó khăn á. Thì em bản thân em tự cho, rồi sau đó thì em có kêu gọi một số bạn bè. Yeah. Nhưng mà 2 năm nay gần đây thì em ít khi kêu gọi. Yeah. Tại vì thấy là kinh tế hiện tại của mọi người cũng vất vả. Yeah. Nên là mình cũng ngại kêu gọi. Yeah. Nhưng mà thấy cái hoàn cảnh này nó quá là khó khăn đi. Yeah. Nên là em nói là thôi thì cứ đăng lên tùy duyên á. Yeah. Thì giúp được bao nhiêu thì giúp. Yeah. Không ngờ là cũng giúp anh với các cháu được một ít. Dạ. Yeah. Nói chung là người Việt Nam của mình mà thương yêu nhau lắm. Tại thấy gì đó khi mà có hoàn cảnh khó khăn xảy ra rất là thương yêu nhau. Hôm trước chị cũng vậy, cũng cách đây khoảng tháng em cũng giúp được hai hoàn cảnh mà mắt không có áo quan. Mỗi một gia hoàn cảnh bây giờ cũng khoảng gần 30, hai mấy triệu, 30 thì cũng giúp đỡ được. Thì hy vọng hôm nay thì không biết chị Trang đây mà biết em từ đâu mà lại liên hệ với em, nói chung là cũng là một cái duyên. Thì hy vọng là bà con cô bác gần xa trong và ngoài nước thấy được cái video này, lan tỏa cái video này ha. Để giúp đỡ anh đây, anh cái bé nói tên chuyện quên. Nguyễn Thanh Phương. Nguyễn Thanh Phương, sinh năm 1986. Dạ. Quê thì ở Tây Ninh, lấy vợ thì ở Cà Mau. Yeah. Nhưng lập nghiệp ở thành phố ở tỉnh Bình Dương đây. Bình Dương. Đó, thì em xin chia sẻ lại ha, anh có 4 đứa con. Hiện tại vợ anh bị mất qua đời do tai nạn giao thông cả nhà. Và cái chân của anh đây thì giống như một cái dạng giống như bị nhiễm trùng máu vậy đó. Hồi nãy có một cái hình nhưng mà em không dám đưa cận quá, vì đưa cận em đăng không được. Cái hình ảnh nó đưa cận đăng không được. Đó, thì nó giống như một cái hoại tử vậy đó cả nhà. Thì bác sĩ phải mổ mấy lần anh? Mới một lần ha, nhưng mà bác sĩ nói là sẽ chữa được ha. Yeah. Yeah. Nhưng mà bác sĩ kêu đi anh bệnh viện Chợ Rẫy nằm, nhưng mà anh thấy nó ổn nên anh xin ở lại ha. Yeah. Yeah. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà nếu không ổn thì phải đi nha. Yeah, yeah. Chứ mình sợ đi xa này kia nọ mà không đi là lỡ sau này mà cái giò nó có chuyện gì là không lo được cho mấy đứa. Yeah, yeah, yeah. Mấy đứa nhỏ rồi. Thôi thì bây giờ thì trước mắt thì em cảm ơn chị Trang nè. Trước chị Trang có một tấm lòng ở trên Facebook thì cũng có kêu gọi được là số tiền cũng khá là lớn rồi, giúp mình trang trải ha. Yeah. Còn phần của em thì hôm nay thì em tới đây, thứ nhất là ghi hình chia sẻ, nếu mà có tin vui em sẽ báo cho anh ha. Dạ. Yeah, yeah. Một lát nữa em sẽ xin số điện thoại em sau ha. Yeah, yeah. Rồi bây giờ cảm ơn cả bà con cô bác, cũng như là cảm ơn chị Trang nè, cảm ơn mấy cô chú ở đây ngày nào cũng mua giùm đồ ăn cho anh hả. Dạ. Yeah.
Đây mấy mấy cô chú đây nè, cha nó nè, bà con nó nuôi bệnh viện ở đây mà giúp đỡ nhau của chú chị. Có thằng này nó còn dạ rồi, dạ. Rồi bây giờ anh nói gì đi, anh lời cảm ơn cho thầy. Em cảm ơn anh chị cô chú nhiều lắm đã giúp cho con trong hoàn cảnh khó khăn này. Cảm ơn chị Trang nữa kìa. Cảm ơn chị Trang nhiều nha chị Trang. Rồi chào cả nhà mình nha. Hy vọng là cái clip này được lan tỏa và giúp đỡ cho anh có vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn lúc này ạ. Dạ, em xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hiện tại thì em đang ở trên chiếc xe cả nhà, chiếc xe để đi. Hồi nãy thì cô chú anh chị thấy là trên bệnh viện đó là bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, hay còn gọi là bệnh viện 512 giường đó quý cô chú anh chị. Thì cũng được một cái sự trợ duyên của một chị gái tên là Trang. Chị biết được từ một người bạn xem kênh YouTube của Tài. Chị cũng giới thiệu và cũng như là có kết nối Tài với lại một anh tên là anh Phương đó. Hồi nãy anh tên Phương. Anh Phương ảnh bị cái chân giống như là bị hoại tử của chú anh chị, là đang làm việc bỗng nhiên nó bị sưng tấy lên, rồi sau đó là nó ăn lan ra dần dần, giống như một cái giống như trong những cái bộ phim ấy cả nhà, nó lan ra giống như cái con gì nó ăn vậy đó. Nhưng mà khi mà đến khám thì hồi nãy em định coi cái tờ giấy để xem ra bệnh tình gì, nhưng mà không có tờ giấy đó. Nhưng mà chị biết là bác sĩ nói là bị nhiễm trùng máu nên ở đó anh điều trị. Vì điều kiện con nhiều nên con cái nhiều nên bác sĩ có kêu là lên bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng mà anh thấy bệnh tình nó thuyên giảm bớt nên anh không có đi, anh ở lại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để điều trị. Hy vọng là sức khỏe anh sẽ nhanh bình phục hơn. Thì được sự kết nối của chị Trang, thì chị Trang đó thì chị cũng ở Bình Dương đây thôi cả nhà. Thì từ một người bạn, chị Trang đó cũng biết được thông tin của anh, và chị Trang có post những hình ảnh là của anh lên trang Facebook của chị Trang và được sự ủng hộ của bà con rất là nhiều. Nhưng một mình chị Trang thì không thể nào giúp đỡ được nhiều, vì cả nhà cũng biết là chỉ một phần nào thôi, nên chị Trang có kết nối với em là nhờ em qua cái kênh truyền thông, cái kênh YouTube của mình để giúp đỡ anh một phần nào trong cái lúc hoàn cảnh khó khăn như thế này. Thì cũng kể lại sơ cho cả nhà biết là anh cái chân anh nó bị như vậy ha. Và vợ anh thì trong lúc mà đi làm, đi mua đồ ăn qua đường đó thì bị xe tông và đã tử vong tại chỗ luôn. Và sau đó thì được an táng ở quê nhà là quê Cà Mau. Anh thì ở tỉnh Tây Ninh, hai vợ chồng lấy nhau, cưới nhau và lập nghiệp tại tỉnh Bình Dương này. Nhưng mà vẫn chưa có nhà nha cả nhà. Hôm nào thì em cũng, nếu mà có được sự giúp đỡ của bà con cô bác thì em sẽ tới tận nhà anh để quay chia sẻ cho bà con cô bác. Bây giờ thì chỉ có ở bệnh viện thôi, thì mới gặp được hai đứa con gái của anh thôi, một đứa 8 tuổi và một đứa hồi nãy là 6 tuổi cả nhà. Còn lại hai đứa nữa, đứa nhỏ nhất là 2 tuổi ha. Bây giờ mẹ đã mất thì ở với cha, mà bây giờ cha thì ở trong bệnh viện thôi. Hai đứa kia thì phải gửi cho một ông cậu ở quê nhà giữ giùm, tới khi nào mà chân ảnh lành thì anh phải rước lên lại. Và hai đứa đó thì cũng được một người bạn trở về nhà của một người dì nữa cả nhà để gửi, chứ không thể nào ở trong bệnh viện, tại vì nó tới thì nó thăm ba thôi. Thấy hoàn cảnh thực sự cũng rất là đáng thương, trong lúc tan gia thì mà ảnh còn lại bị bệnh nữa cả nhà, giống như là quá éo le luôn á, đang lúc vào cái hoàn cảnh mới gọi là éo le luôn. Vợ mắc mà chồng phải đi nằm bệnh viện như vậy nữa, mà nuôi thêm bốn đứa con trong tuổi ăn tuổi học nữa. Nên thôi thì em cũng đáng lẽ ra thì cũng không có dự định đi liền luôn, tại vì Bình Dương hiện tại đang trời mưa, cô chú anh chị thấy trời ở ngoài đang rất là mưa ha. Em định đi xe máy, nhưng mà đi xe máy thế nào nó cũng không có đi an toàn được. Nên nhờ một anh ở gần nhà, anh lấy xe nhà anh chở đi quý cô chú anh chị. Đi thì đến đây để chia sẻ thông tin cho quý bà con cô bác. Hy vọng là những thông tin này đưa ra để giúp cho cả nhà mình thấy được hoàn cảnh khó khăn, mình chung tay giúp đỡ một phần nào, lá lành đùm lá rách để giúp anh vượt qua cái khó khăn trong lúc này ha. Thì em cũng không biết nói gì hơn, thì cảm ơn bà con cô bác trước ha, đã yêu thương ủng hộ. Thì sẵn đây thì em cũng xin phép là cái video này, cái video nào từ thiện á cả nhà, làm từ thiện á, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn á,
thì em xin phép em để cái số tài khoản của mình lên để bà con cô bác có thể chuyển tiền vào đó. Nhưng mà bà con cô bác mình chuyển tiền thì nhớ là chuyển tiền ủng hộ ha cả nhà, ghi là chuyển tiền giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn là anh đó là anh tên Phương, phải anh Phương không, để em coi là hình như là hồi nãy anh nói anh tên Phương hả, tên gì đó, anh Phương cả nhà, anh Phương ha. Thì bà con cô bác mình nhớ ghi cái nội dung chuyển á, ghi là giúp đỡ anh Phương ha, để cho em biết, để em mình sao kê cho nó chính xác, rõ ràng, minh bạch ha cả nhà. Tại vì mình làm từ thiện, em làm từ thiện thì lúc nào cũng phải như vậy, chứ đúng ra là mũi lòng lắm cả nhà. Không, nhiều khi không, mình không muốn làm từ thiện nhưng mà không làm thì cũng không được. Có người giống như là chị Trang đã kết nối với mình, đã nói với mình rồi, thì thôi cũng bỏ nhịn một chút thời gian ra đi làm. Mà làm thì sợ mang tay mang tiếng, nhưng mà thôi cũng phải cố gắng làm nó. Thì cô chú anh chị mình cũng giúp em một chút xíu ha. Khi mà chuyển khoản cho em thì nhớ ghi nội dung là giúp đỡ hoàn cảnh anh Phương hoặc là ủng hộ anh Phương gì đó. Thì cả nhà, để cho em có một cái sao kê minh bạch nha cả nhà, minh bạch rõ ràng. Rồi bây giờ em xin cảm ơn cả nhà mình, cảm ơn quý bà con cô bác trong và ngoài nước đã xem video ủng hộ ha, giúp đỡ hoàn cảnh anh Phương. Và cũng như là cả nhà mình yêu thương nữa thì hãy like, chia sẻ cái video này rộng rãi lên ha cả nhà, để giúp đỡ hoàn cảnh anh Phương trong lúc này. Cái điều cần thiết nhất là điều trị bệnh cho anh Phương, và thứ hai nữa là giúp cho anh Phương có một cái kinh tế một chút xíu nào đó để giúp cho bốn đứa trong cái tuổi ăn tuổi học ha cả nhà. Và bây giờ em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà mình trước nha, cảm ơn quý cô bác cô chú anh chị mình trước ha. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Xin chào.